Hello cả nhà, hiện tại thì nhóm Tứ Đại Dương Dương này đang chuẩn bị một show tại Bến Tre. Thì trong cái show này thì chúng ta cũng gây quỹ từ thiện để ủng hộ cho một bé đang bị chất độc màu da cam như cả nhà nha. Đó chính là bé U Milan. Thì cuộc sống hiện tại gia đình thì không cha không mẹ, đó không có nơi cơ nhỡ, không có nơi cư ngụ, có ta chuyên sống dưới hầm cầu. Nghề nghiệp chính là đi ăn cắp ăn trộm, móc túi giật dọc đập đầu và sau đó người ta lấy tiền về nhuộm tóc như cả nhà nha. Nó giỡn mẹ thôi. Mẹ tôi mà nghe coi được cái clip này, mẹ tôi lên điện thoại chữ bà nha, nói cho biết đó. Dạ nói vui thôi nha cả nhà ơi. Hiện tại thì bốn chị em đang chuẩn bị đi một show ở Bến Tre, đó chính là một cái show đám cưới. Thì tí xíu ai dạ anh dạ ông quên hiếu nam cô bi ông á tên gì trời ai biết đâu bảo chưa gì bà nội bà khùng ủa mà tên cưng thôi luôn sáng đây nó nghe là sợi dễ sớm chim bị nó đầu đây mà luôn bà chắc mất của bà trắng luôn á trắng bạc luôn kệ thế tao lương không á tao lương cái đầu à ủa chị cho em hỏi gì nè để máy thiệt nói tại đây mới mới lạnh lên sữa đó má ai chụp thì không ai chụp hết trơn á tự nhiên cái máy thiệt có mấy dạ phải làm như nè chị tóc thiệt có tóc giả gịch mạnh lên ơi tóc thiệt không để thật sự em không biết thiệt cái dốc con chị luôn là ba làm cái đúc chân tóc luôn đó bà nội em tưởng đâu là cái máy giả thiệt mày thấy không rồi không. Em chưa thấy tóc ai mà sơ tóc chị ngày xưa nè em chưa thấy tóc ai mà sơ như tóc chị trơn luôn á thiệt tình á 100% nhìn vô là không bao ai nói tóc thiệt tin không thì nó sơ quá chị thề luôn á đố con tóc thiệt hay tóc giả tóc này giống mua ở ngoài nè đây mái tóc em hồi xưa nè giống như cái đầu của mấy y chang cái đầu con ma canh luôn rồi ha chưa còn nữa hồi vàng hai cục rồi hồi vàng hai cục là giống nè tóc thiệt hay tóc giả mén ha mặt mén gặt luôn hồi xưa đó má lấy tấm hình đám cưới năm ngoái trời ơi mén lắm á không tấm hình bả với lại bà Thảo chụp mà sau cánh gà á đội hai cái mấn ngon ghê ngon. Lúc mà thời còn chưa sửa mũi á không Thảo chưa sửa chị sửa rồi sửa rồi mà lúc đó chưa căng mặt nghĩa là chưa có lại chưa làm găng lên nhìn nó đỡ nó khác không có lại găng trắng lên cái nó ừ vậy thuốc tăng theo bao nhiêu lâu mới hết đâu hay là bà cho bà ăn không bị không phải mấy tháng rồi ba một tháng ai đây cũng bị một năm là nó chỉ ngay chanh mà nó nghe nè hai đây cũng bị chứ nó đi ăn kỹ lắm chứ bộ hai tháng mấy chứ ăn đồ biển á mà nó bị là nó bị à với lại cả nhà mình ơi thật sự thì phải nói là tại vì em bị silicon sệ cho nên em mới căng chứ em không có bị Hà Nam Đinh Tết Hồng Đinh đó cả nhà mình nhìn cũng biết ở đây gương mặt thương hiệu như cả nhà đại diện cho hãng kem đinh đó và ai sẽ chôn thì mình láng nó mình chơ mình mít sáng sớm sáng là bán sao mà 1 giờ mà má nói với bây giờ này nói với mày thôi à cái gia đình thì ra 7-8 giờ nó mít rồi má trời ơi ngon quá. Ngon thì bởi vì biết gì không ấy mấy thằng kia quỷ ma đó nó điện nó phá mày mày đâu ngủ được không hồi sáng nó không có điện nữa mà nó gửi hình luôn nguyên một anh catalo hình thấy rồi đăng rồi mà mất mớ dữ gửi dữ vậy thằng ngon vậy mà nó khùng điên ai biết nó xấu mà thôi cũng để làm ăn trời sáng đây em chia sẻ nè cả nhà em chia sẻ thật nha bây giờ em rất là dễ em sẽ không đăng cái gì trên Facebook em nữa chỉ cần mà ai nói chuyện với em không hợp hoặc là có ý chọc ghẹo em đưa thẳng số công an phường luôn em nói thiệt bây giờ là em không có kiểu như là gọi là đăng Facebook chửi hay là đăng Facebook PR hay là gì mệt lắm em sẽ đưa thẳng công an làm việc luôn còn không thì em sẽ gọi hiệp sĩ Bình Dương nha anh Nguyễn Nam Việt cả nhà nha ai gì là Phật à trời ơi má ta tra Facebook ra tôi tưởng đâu ai nhảy vô thôi nguyên thấy con bóng lộ nó chết má. Không bình thường đó và cái này em nói thiệt em sẽ Facebook em để làm ăn em sẽ không có đăng mấy cái hình ảnh chơi giấy đó nữa thật sự á em nói thiệt cái gì đâu mà hứa nha không mà nè có một đứa bé hồi sáng nè gọi là thất học á nói thiệt gia đình nó không có biết dạy nó cái này em nói thiệt thật sự nó nhỏ rất là nhỏ xíu tuổi nha đây nè cái mặt nó nè đây em cho mọi người mình coi rồi mọi người mình né ra đây Facebook là Nguyễn Văn Trường mặt nè mới ba lớn mà BD mà mắc dạy nè gia đình đẻ BD ra mà không ít cho xã hội là con này nha nha em nói thiệt nha Facebook là Nguyễn Văn Trường ha đây em đọc nội dung tin nhắn cho cả nhà mình xem tối lấy em 50.000 cá viên chiên lộn một cá viên chiên xộn lộn rồi chị muốn ship đâu ship ha
em không có trả lời là nó nhắn cho em 7 giờ 38 phút tới 8 giờ 7 phút em trả lời là sao em. Cái nó trả lời em hả, nó hỏi chữ hả, em mới trả lời là em nhắn tin cho chị như vậy là ý gì. Nó trả lời là à thì vậy đó chị. Em mới hỏi vậy là sao em, nó trả lời sao là vậy là sao đó chị. Là bà phú nội cha mày, ông nội mẹ mày chết đi thằng chó đẻ. Gia đình mày không có dạy mày hả, dòng quỷ dòng yêu. Mới có lớn mà bà đặt mắt dạy. Thôi nhẹ nhàng thôi, nó giỡn thôi, giỡn vui á. Cưng ở ngoài đi nha. Vui vẻ ha. Hiệp sĩ Nguyễn Nam Việt chào đón cưng. Nó giỡn chứ thật sự. Thật sự nói vậy thôi chứ cả nhà mình ơi. Mình có ghét nhau hay là cái gì đi chăng nữa thì mình gặp nhau mình giả nhau ba bắt tay cũng được, đừng có làm vậy thật sự á. Chọc ghẹo có được gì đâu, chọc ghẹo vui á thì mình nên chọc ghẹo, còn chọc ghẹo thất học thì mình ngưng lại đi. Thấy cái trò nó không có tốt. Xe 12 giờ mà giờ này 3 giờ chiều xe chưa đó. Ngủ luôn cái gì à. Lan. Tay chân có ngứa ngáy nè. Của bà có một cọng màu ở trong màu như màu xanh lá. Ủa vậy hôm nay mình đi đâu à? Dạ hôm nay mình sẽ đi diễn một buổi tiệc đám cưới. Hôm nay đi đâu? Quên luôn. Tiệc đám cưới nha quý vị ơi, ở Bến Tre bây giờ đang đợi xe rước. Thì người ta có ngỏ ý là người ta mời tứ đại thiên vương. Nghe nói là bốn ông thần hộ pháp, trong đó đặc biệt có ông thần ô Milan là ông thần cầm cây búa, cái bằng gỗ rất là đặc biệt. Ở Sài Gòn có 102. Tao cầm cây búa để tao nã vô cái trái khế của mày á. Quá trời cái miệng. Ngày mang cái mắt kính nó bự nhìn đẹp gái ghê. Mọi người. Tại vì ban ngày không nên, chị thiết nghĩ là nên đeo cái mắt kính này. Chi vậy? Tại vì nó cân bằng với cái đầu của mày. Thôi à, xuống. Bỏ xuống đi. Cái này tao biết cái loại hàng mới chơi. Ủa hồi xưa mày niềng găng hả? Không. Chứ sao cái găng mày có cái ngấn ngang vậy? Thì có niềng. Niềng sao không đánh găng cho kỹ? Để cho nó dẹp. Có đẻ thì trời. Người ta niềng thì người ta phải đánh găng cho cái găng không có dẹp. Găng mày cười kìa. Không lo. Găng ta chuẩn bị đi làm rồi. Ừ, khi nào làm biết rồi hả? Tao bảo tuần sau tao làm liền. Từ tuần này nhiều so. Nghe ra, nghe ra. Tại sao mình liền găng mà mình không có đánh cho nó hết cái sạch chết ố vàng. Mà để nó vàng, mà nó vàng một lần ngang như là mày ngậm cái cọng dây thun mình nhét vô trong chổng gì đó. Trời ơi. Bảo ơi, trời tao lại mày luôn á Bảo ơi. Mình vui vẻ vậy má. Ta liền găng nó đánh găng cho kỹ, liền găng gì đâu mà không đánh găng là dắt nguyên cọng thun ngang vậy nè. Dắt cọng thun. Cái này là căng chỉ. Không ai là căng chỉ như cỡ mày. Ui da đau không quá. Hả? Mắt đẻ rồi kìa. Ui da nó căng chỉ sẽ đau không đúng không? Ai đâm sau lưng luôn vậy trời. Báo chụp bụng chỉ xong ở bà đó bà nói nè. Thôi chị chơi bụng chỉ nên chị bụng chỉ. Đâu nguyên bệnh luôn á. Tại vì căng hoài ổng hết xệm á. Trời ơi gầu ghê. Hôm dài có ai gọi em nhiều giống dạ như thôi, nhắc lên rồi nhắc chết em à. Nói chung là bữa giờ là em ngủ là em tắt điện thoại, em không có để mở điện thoại nữa. Còn nếu như thật sự người nào người ta có nhu cầu công việc thì người ta sẽ chủ động người ta kiếm lại nữa. Còn mà gọi quậy em một hai lần thì người ta không có gọi nữa. Như cái anh này gắn máy lạnh nhà mình trên trời. Không phải gắn máy nước đâu. Kìa cái gì gầu dữ lắm quý vị ơi. Bữa nay là ngày thứ bảy, là ngày Halloween. Là bữa nay là lẽ ra là phải ở Sài Gòn quẩy chấn động mà bây giờ phải đi đi Bến Tre nha quý vị. Hôm nay biểu diễn có tiết mục nào Halloween chấn động không bạn Nhi? Dạ có. Tối nay là sẽ có con bé mặt quỷ xuất hiện. Bé mặt quỷ mặc gì? Mặc đồ gì? Quên rồi. Đồ màu gì? Đồ màu đen. Đồ màu đen. Tối nay bé mặt quỷ sẽ mặc đồ màu đen nha quý vị. Rồi rồi Innova tới rồi đi. Rồi xe tới. Đây, cắt cái đây để chị. Thôi nha, anh làm gì làm đi. Ủa đi ra đi đái. Đi ra nè. Đi luôn không? Đá lên xe.
rồi mẹ thay từ từ. Sao vậy không được ha? Không đủ ha.